gia đình. Năm nay thì mới sợ thầm sợ. Mấy con nghêu nằm ở trên mặt bùn. Cứ việc mới ngon dùng, và có cả bé Minh Thư cũng đào bằng xẻng bằng nhựa. Cả bé tí hon của tôi, chim én cũng đi bắt tròn và bắt đây. Nay đi lội bùn khỏi cần phải đi tắm bùn, bùn dư luôn, tắm bùn miễn phí. Đây là Memorial Day weekend 2022. Và đây là cuối của Canal. Nè con gái.